Đúng ok rồi, rồi trang gì đấy. Ok, Kim con lên nói chuyện với là tử hộ pháp này. Con nói chuyện, con giỏi sấm cơ, con nói chuyện sấm cơ. Dạ, con Kim con lại gần gần đó con. Kim con xin thỉnh lại sư phụ. Dạ, xin chào tất cả vấn đề tỷ muội họ Thiên. Thiên Kim đến Thiên Long Sơn 2019 gặp được sư phụ. Lúc đó Thiên Kim rất là khổ, rất là muốn đi, không có muốn sống. Cho nên là lúc đó Kim đi lên trên điện cha thì nghe tiếng ông rồng á. Kim sợ quá, Kim dẫn con Kim chạy. Thì Kim gặp được sư phụ, Kim hỏi anh có phải là ông rồng hiện ra không? Sư phụ nói không, cái ông rồng là đi theo anh. Bắt đầu cái xong cái sư phụ nói chuyện với mẹ, với mấy em gái. Xong rồi mới lì xì. Và cái lúc đó sư phụ lì xì, Kim xài tiền của sư phụ là Kim xài đi, Kim hối hận nha. Là tại vì mình khổ lúc đó Kim không có tiền, Kim xài đi 100 đó mình tiếc hoài, nhưng mà là nó vô lại, nó vừa xài 100 đó là nó có 100 lại, vừa xài 100 có 100 lại. Rồi một ngày nào đó cái Kim lên gặp lại sư phụ, Kim kể cho sư phụ nghe, sư phụ rất là động lòng. Sư phụ động lòng mà Kim cũng là giống như là được niềm vui là đã truyền lại cho sư phụ nghe. Xong một lần nữa là Thiên Kim nói là bữa nay Thiên Kim muốn dâng lên sư phụ 10 năm thọ của Thiên Kim. Tại vì Thiên Kim ở trong cái trần này rất là khổ, gia đình nói chung là không ai thương mình hết á. Trời, cái lấy chồng cũng không có, gia đình chồng cũng không thương, rồi gia đình mà mình cũng không thương. Nhưng mà mình có được sư phụ rất là thương mình muốn dâng tất cả cuộc sống cho sư phụ mà sư phụ không có nhận. Sư phụ nói là tại vì sư phụ không có nhận này, nhưng mình không có chịu, mình nói không, bây giờ mình phải đi lại nói với Đức Thầy là con muốn dâng lên sư phụ 20 năm, tại vì con ở đây con không có làm được cái gì hết. Thì sư phụ ở đây, sư phụ giúp cho tất cả đại chúng được về với cha mẹ, còn Thiên Kim con không biết làm gì. Thì con muốn dâng lên sư phụ 20 năm này, con đã xin với Đức Thầy rồi, con cũng đã xin với cha mẹ rồi. Con mong là sư phụ nhận để sư phụ ở lại đây truyền nghiệp tất cả cho chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Con 20 năm đại tử này, 30 năm chắc sư phụ sống vừa biết chừng nào mới về được đoàn tụ gia đình trên trời con. Thôi không nhận đứa nào hết. Thôi chỉ nhận vì đứa đại tử này mấy năm ngoái hay gì á, thụ có hứa những lời thụ nói ra là bất di bất dịch, đinh đóng vô cầu. Thụ sẽ cứu tất cả các đại tử khi ngặt về mặt đời nha, nhưng mà cho thụ biết riêng nghèo thụ cứu không nổi, cái ngặt thụ cứu các con nổi, nhưng mà thụ phải biết đó là cái thụ có thể làm được. Với những cái như đại tử Trang hồi nãy nói thụ làm được, nhưng mà đối người đời là chuyện lớn, mấy con sao giải quyết mấy cái này. Có thể mấy con bị thất nghiệp 3 năm 3 tháng không có chỗ ở, họ Thiên chúng ta khổ quá làm sao mà cậu làm sao vậy trời, chứ không có để mấy con vậy. Cho sư phụ biết tiệm ế, cho sư phụ biết. Rồi sư phụ nghe rất là cảm động đứa đệ tử này, tới đứa cái tiếp là thiên viên của sư phụ ngồi đây nói chuyện con nè, con làm chưa nói rồi khóc, kêu sư phụ kêu cha không, đệ tử này biết bao nhiêu khổ bao nhiêu năm nay. Lần ngồi nói chuyện nên tôi quay mặt lại. Bữa nay mình xã nghiệp thì mình nói chư thiên đầy đầy hết, con nói chư thiên nghe hết á. Mấy vị đang đứng đây đông lắm nè, có cha nữa đó. Hôm nay tội lỗi gì nói thì mấy vị nghe hết, mấy vị xóa giùm hết. Dạ. Quay về hướng kia con. Khán giả thì, dạ con xin đảnh lễ sư phụ và tất cả mọi người gia đình Thiên Tâm. Con là Thiên Diêm. Trước kia con gặp sư phụ con cũng rất là khổ, nhưng mà từ khi con gặp sư phụ rồi á, sư phụ cho con hạnh phúc, cho con được có một gia đình rất là lớn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết là thầm cảm ơn sư phụ rất là nhiều, và mong rằng là
luôn luôn chúc sức khỏe sư phụ để cho sư phụ làm những nhiệm vụ cho đất nước Việt Nam. Dạ, con chỉ có bao nhiêu thôi, con xin cảm ơn sư phụ nhiều. Trong lòng con thì lúc nào cũng coi sư phụ là như một người cha để đôn đốc tinh thần trên đường tu học và làm những điều thiện lành. Nam mô A Di Đà Phật, con xin hết. Thiên nhiên mà chỉ biết hơn mấy đứa con nhiều. Thiện kiến thiên nhiên đã là sư chủ trì của một cái ngôi chùa mà ở vùng Nha Trang, Đà Nẵng, nó có cái chùa mà ở cái cồn á. Thì một cái kiếp vừa rồi á nha, trước khi mang cái thân người này thì có làm một số điều không đúng, cho nên hôm nay phải mang thân người lại để mà trả cái nghiệp đó. Cho nên cuộc đời rất là khổ mà không có tiện kể đây. Thì đến lúc sư phụ xong, sư phụ giải hết những cái nghiệp đó giùm, rồi chỉ cách. Cho nên tiền căn đã là tu thì hôm nay kinh điển cũng rất là thông thạo, rất là giỏi. Con đọc lăng nghiêm ngoài nó đâu, kinh giỏi lắm. Có gì khổ cũng nhắn tin cho phụ nữa. Bao nhiêu thăng trầm thì có mấy đệ tử như vậy. Dù rất là hãnh diện, các con những hồn mát. Ngày xưa lúc mà thu nhảy xuống mình, mấy con nhảy sao. Tại nhỏ đứa là nhỏ tuổi là nhảy sao đúng không? Thấy thù bỏ nhà đi nghĩa là nhảy đung 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 đúng mẹ, cũng như đứa tắm trước rồi mấy đứa sau nhảy tắm sao vậy, đứa nhí nhí nữa cũng nhảy sao. Thù muốn nói chuyện với thằng Ben Nhùa, với thằng nó đâu Michael rồi, hay thằng đâu rồi con này hả? Rồi cho đại tử này mới nhận đại tử của Thiên Tiến nè. À, Tiến con lên đây con ngồi nói. Trời, cái đại tử này mỗi sáng nào cũng chúc sư phụ good morning, mà morning một khúc. Thù đã nói trước nha, cái thách nào trên 10 chữ thù không giờ đọc. Mà cái đại tử này lúc nào cũng trên 50 chữ, không giờ đọc. Nó thấy con lên con nói cho đã đi khỏi thầy. Thù làm gì mà đọc nổi 50 chữ con. 10 người là 500 chữ là chết sư phụ luôn. Lên đây là con lên đây. Đây con ngồi lên đây cao cao đây con. Thấy hai rồi con rồi. Nhớ lần sau ba chữ được rồi. Nói sư phụ đọc nổi 50 chữ. Mấy con có biết sư phụ đang ngồi đây với mấy con nãy giờ nói, nãy giờ nhắn điện thoại á, cái hãng sư phụ ngày qua bị mấy ăn trộm nó vô nó ăn cắp trộm mấy trăm nghìn đô á, cảnh sát đang ầm ầm chứ. Mình phụ vẫn bình thường đúng không? Thì đầu bên đây làm đây, đầu bên đây làm dưới kia rồi đó. Con nói đây chỉ làm 500 chữ với đại tử mai kia kìa. Wow, mình sao nó vô rồi con nói đi, con đứng lên con nói. Trời ơi mình tỉ mũi không mà con cứ nói. Trước tiên con là Thiên Ngọc Lẩm Tuyến, gia đình con gồm 4 người ở từ Toronto Canada qua đây. Con rất là cảm động khi mà gặp được sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật, con chào sư phụ trước, con xin lỗi. Con cứ nói này con. Con xin chào Cẩm Tuyến, xin chào tất cả quý vị anh chị em huynh đệ của mình ở đây. Thì thật sự là Cẩm Tuyến không nghĩ là sư phụ cho lên nói vì cháu nó phải đi về để đi học nhập trường. Mà xin trường chỉ có 4 ngày thôi, không có thể trễ nữa là coi như cái lớp học trễ. Cái lớp học ở hospital, thành thử cháu nó phải đi. Thì có xin anh hữu tín là để cho cháu lên từ giả sư phụ. Nhưng mà cháu chưa từ giả nó đã khóc làm cho Tuyến cũng cảm động quá đi, không chịu được. Và nãy giờ là nghe các huynh đệ tỉ muội tâm sự, thì nhiều cái tâm sự đó nó rớt vào cái hoàn cảnh Tuyến mà thật sự Tuyến rất là admire chị nào mà đã tâm sự vậy. Tuyến chưa có can đảm nói trên thế giới nha con, không phải tâm sự mà dạy cho toàn thế giới. Trước tiên con xin con và gia đình con 4 người
Xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Đại cảm tạ cha mẹ sư phụ đã dẫn dắt con. Thật ra đó thì Cẩm Tuyến biết cha mẹ lâu lắm rồi, rất rất lâu, có đọc kinh nhưng mà rồi để qua một bên. Vì thật sự nếu mà thưa sư phụ cho con nói thì con nói hơi dài một chút xíu. Thôi à, thường ngày 500 chữ con rút gọn là 50 chữ thôi con. Cái này lòng lắm, cô lão chưa nói gì hết vậy. 50 chữ nói tóm tắt lại con, dạ, con có gì để mà truyền lại cho hậu thế cái clip này con nói. Thật sự thì trước tiên á là con tầm thầy học đạo. Và cái nguyện ước của con á là con chỉ nói trong lòng thôi chứ con không có tâm sự với ai hết. Là tự nhiên trong lòng ước là bây giờ bài bộ đạo Phật tới 84.000 pháp môn. Bây giờ con không biết đi cái pháp môn nào gọn lẹ nhanh, là tại vì việc đời con vẫn phải làm nuôi gia đình. Thì con không nói ai hết mà trong lòng con chỉ nói trong lòng thôi, cũng không nói ra miệng nữa. Thì tình cờ một hôm con gặp người khách hàng của con giới thiệu pháp môn Tịnh Độ. Thì niệm Phật không là con thấy à được. Thì con niệm Phật. Rồi sau đó con muốn biết thêm đạo pháp. Con ước nguyện tự nhiên cũng trong lòng con muốn là con có cái kinh này. Tức là trước tiên là con muốn kinh Vô Lượng Thọ. Con có ngay right away, con cũng không con hiểu. Nói vậy để thừa gợi ý cho dạ. Con nói từ lúc trước khi gặp sư phụ gia đình của con sao, trong gia đình sao, cái đó mới là dạy được. Còn mấy cái đó là ai cũng biết mấy cái đó không, thì mình cứ chia sẻ những cái gì mà sau khi gặp mẹ thì chỉ vậy đó, nó khác nhau cái gì đó mới quan trọng. Trước khi gặp sư phụ, trước khi gặp cha mẹ thì thật ra trong gia đình sống bận và sống, nhưng mà cái sự bình an lòng nó không có. Nhưng mà mình vẫn ổng vẫn... đang còn nghe cho ổng nghe để về ổng nấu cơm cho con ăn, ổng bữa chén mà ổng đang nói kìa, ổng không là tử mình. Trong họ thiên cha mẹ không có để cho gia đình lục đục, trừ khi một người họ thiên, một người không họ thiên. Cho nên ngày hôm qua thù có nói một đứa mà muốn cưới một cái người yêu của mình á, mà muốn lâu bền vĩnh cửu thì mấy vị khuyên là kêu người kia vô họ thiên. Tại cái đời này mang tác phàm người ta chấp dữ lắm. Thì bây giờ ổng họ thiên rồi, cứ nói thoải mái cho ông nghe. Bây giờ ông rửa chén cho con, chứ bữa giờ ông đi con quá. Sư phụ đã nói rồi. Rửa, kêu ông rửa. Sư phụ đã nói rồi, thành thử con không có chia sẻ nữa. Nhưng mà không nói. Nhưng mà thật sự bên ngoài đó, nhìn vô thì gia đình của Cẩm Tuyến rất hạnh phúc. Bạn bè, người thân, tất cả ai cũng thấy nó ồ, sao nhìn đã quá. Nhưng mà thật sự trong tâm của Cẩm Tuyến tội lắm. Dùng chữ tội thì giống như là mình kêu tội mình thì cũng kỳ lắm. Nhưng mà đại khái là trước khi gặp cha mẹ, thật sự trước khi gặp sư phụ thì nó có những cái mà nó cái khổ trong tâm nó không kể được đâu. Bây giờ kể là tiếng kể sẽ cả ngày không được đâu, mất thì giờ. Thì bây giờ có các chị kể mới dám đứng đây nói, chứ không bao giờ. Cái này là chỉ ở trong lòng mình biết thôi, bạn bè không biết, bà con không biết, anh chị em coi như là giấu toàn bộ. Hôm nay là bạn chị. Trời trục gì cũng đại khái cũng hơi giống chị đó, nhưng mà thôi đủ rồi, mỗi người mỗi cảnh. Bây giờ cho con nói. Trước nãy giờ quên mở đại. Không có nhiều lời để nói nên nhờ Michael này con. Nên nhờ Michael các mẹ. Con chỉ rất cảm ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Sau khi mà con biết được đến sư phụ thì nghe thấy được lớp của sư phụ mẹ kể lại khi gặp được sư phụ, con thấy lòng con rất là quan niệm. Mà con chỉ nên biết cái sự của con chỉ nguyện
bất ngờ. Khi con ra trường thành công, con muốn kiếm sư phụ. Hay quá rồi. Mình nói chung luôn, hôm nay nãy giờ mình nói là thế hệ hiện tại, thế hệ này là năm ăn năm thua nghe, tại chưa biết tạo nghiệp bao nhiêu, nhưng mà cái khúc chót này còn chút xíu à, không biết thiên có đậu về không, nhưng mà nếu không được thì cũng gán sinh như kiểu má Trinh, kiểu Miên Ánh Ba của Trang. Còn cái thế hệ nãy giờ mình nói là sư phụ là thấy chắc ăn rồi đó. Hôm nay sẵn có giao duyên những thế hệ sau là đây. Những đứa này là chân mệnh rất là cao, nó không phải là người bình thường đâu á. Thì khi sư phụ ra đi, tất cả các con ra đi, thì đây những thế hệ nó đang nối tiếp, đã có lót đường sẵn rồi. Cho nên cha với mẹ ở trên nó rất là tinh vi á. Rồi những đứa con mà mang cái DNA mà gọi là con rồng chó tiên á, thì cũng đang nằm nhà hai đứa, tại bữa hai nó bị cảm tới rồi. Thì sau này các con khi sư phụ ra đi, những đứa còn tiếp tục thì support Daniel Michael. Đây là các con có nghe sư Phật Thích Ca lúc mà mẹ Phật Thích Ca là bà giấy mấy da không? Mày chân mệnh nó cao lắm, nó trên trời nó cao, vôi trắng đó con. Đây đây. Này. Tử này á, nó sẽ nối tiếp cái thiên tâm sau thiên thụ ra đi, để mà thống nhất cái thiên tâm là những đứa này nè, những đứa tài ba này nè, nó đầy đủ tiếng Mỹ và nó đầy đủ cái lòng tin khi cái xã hội sau chúng ta vài chục năm sau. Hiện nay là cốt rồng nó là hoàn lông đó con. Lúc mà mấy con cũng là bữa hôm chứng kiến ở Thiên Long Cung đó con, phải không? Con phải không? Con thấy nó khác thường không? Mấy gì lại nó đó, mấy chư thiên cũng lại nó đó. Ừ, tôi thấy á, bữa nó ngồi nhìn đúng không? À, cho nên không phải một đời sư phụ mà làm xong một cái thiên tâm. Hôm nay tôi giới thiệu là vậy, những đứa nhỏ này hôm nay có duyên, nhưng mà nó là tiếp tục cái thiên tâm của mình, rồi những cái đứa con của mấy đứa con cũng sẽ tiếp tục. Sớm hay muộn cái trái đất này nó sẽ có 3.000 năm thời vàng kim, không có hận thù, không có chiến tranh, nhà nhà không cần cửa. Đó là sự thật. Thì cho nên những thế hệ này là tương lai.